Dưới ống kính tìm qua đường, Hương Giang ngời ngời sắc vóc còn đẹp hơn cả ảnh chỉnh sửa, có lúc chặt đẹp đàn chị. Ngoài tài năng, sự thông minh sắc sảo, Hương Giang còn được nhớ đến là một nàng hậu có ngoại hình xinh đẹp chỉnh chu trong mỗi lần xuất hiện. Dù là hình ảnh tự công khai hay được tìm qua đường bắt gặp, mỹ nhân cũng luôn cho thấy một vẻ ngoài có sự đầu tư, không ngại camera thường hay những khoảnh khắc nổi hứng chụp bất chợt của người hâm mộ. Hương Giang từng có mặt trong đêm diễn đầu tiên của tuần lễ thời trang trẻ em, màn xuất hiện của người đẹp nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đặc biệt hơn, khi loạt hình ảnh đã được chia sẻ không phải việc làm có chủ đích từ phía bạn gái Mạc Liêu, công chúng càng bất ngờ trước visual nổi bật khó dìm hàng của cô. Có mặt trong sự kiện, Hương Giang diện mẫu đầm trắng tinh khôi nữ tính, kết hợp với trang phục, người đẹp chuyển giới chọn cho mình đôi bút cá tính giúp tôn dáng triệt để. Đây tiếp tục được cho là một lần xuất hiện nổi bật của người đẹp chuyển giới, bởi dù chất lượng ảnh có thấp cách mấy, nhan sắc xinh đẹp của cô vẫn là điều không thể đánh bại. Chẳng cần nhờ đến sự trợ giúp của Photoshop, Hương Giang cũng đã rất hoàn hảo khi hóa thân thành nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Trước đây, chân dài 9X thực chất đã từng nhiều lần được khán giả quan tâm khi bị phát tán nhiều bức ảnh được chụp không có sự chuẩn bị trước của cô. Kể cả ở tình huống bị chụp bất ngờ, hoa hậu chuyển giới quốc tế cũng được nhiều lời ngợi khen. Không chỉ có gương mặt xinh đẹp, cô còn được đánh giá cao khi sở hữu thân hình với nhiều đường nét quyến rũ. Tháng 1 năm 2019, Hương Giang được khán giả ghi lại hình ảnh dự sự kiện. Dù chỉ được chụp bằng camera thường, không có sự can thiệp của phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, nàng hậu gốc Hà Thành vẫn được ngợi khen nhan sắc xinh đẹp xuất thần với vóc dáng cực thon gọn. Đối lập với hình ảnh mới, trong khoảnh khắc chụp vội này, Hương Giang diện váy có thiết kế khá đơn giản. Tuy nhiên, nhờ kiểu dáng âm body của váy, nàng hậu đã có cơ hội khoe triệt để được những đường cong vốn rất quyến rũ trên cơ thể và trở nên nổi bật hơn khi xuất hiện giữa đám đông. Khi bức ảnh bị mang ra so sánh với khoảnh khắc Hương Giang chủ động tạo dáng, tự đăng riêng trên trang cá nhân, nhiều bình luận còn nhận định hình ảnh được tìm qua đường chụp của Hương Giang xinh đẹp hơn cả ảnh đã qua chỉnh sửa từ chính chủ. Thần thái tự tin của người đẹp vẫn luôn được duy trì, dù trong tình huống có sự chuẩn bị tạo dáng hay chỉ vô tình xuất hiện trong ống kính khán giả. Trong hậu trường chuẩn bị cho chung kết Đại sứ Hoàng Mỹ 2020, chân dài sinh năm 1991 cũng từng được khen nức nở bởi dung mạo đời thường xinh đẹp. Tại buổi tổng duyệt, cô chọn trang phục đơn giản gồm áo dài xẻ ngực, khoác thêm cardigan bên ngoài và phối hợp với quần ống suông. Tổng thể tưởng chừng chẳng có gì nổi bật, lại giúp người đẹp khoe được đôi gò bồng đào quyến rũ, vòng eo thon thả cùng đôi chân dài miên man. Ở lần xuất hiện này, mỹ nhân chuyển giới cũng đặc biệt mộc mạc khi không đầu tư nhiều cho phần trang điểm. Cô chỉ nhẹ nhàng thoa lớp son đỏ, buổi cạo mái tóc. Cũng nhờ kiểu tóc này, nhan sắc người đẹp được đánh giá cao khi có gương mặt với những đường nét sắc sảo. Dù không được sự giúp đỡ nhiều từ mỹ phẩm make up, với những góc ảnh chụp cùng siêu mẫu Xuân Lan, Hương Giang nổi bật so với đàn chị. Đặc biệt khi chụp nghiêng, đường cong cơ thể uốn lượn của bạn gái nam CEO Mạc Liêu được thể hiện rõ khiến người xem phải tấm tắc ngợi khen. Nhiều lần được tìm qua đường ghi lại hình ảnh một cách bất ngờ, thế nhưng cô vẫn giữ được phong độ nhan sắc rất tốt và hiếm khi nào bị chê bai ngoại hình. Sau bao nhiêu vất vả phấn đấu, Hương Giang đã thật sự trở thành một cô gái xinh đẹp quyến rũ nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn các chương trình quốc tế, trở thành nữ hoàng LGBT trên toàn thế giới. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.